Chào các bạn, hôm nay trong video này mình sẽ nói về những cách chữa và bài thuốc trị bệnh đau dây thần kinh tọa hiệu quả dễ tìm. Thuốc nam chữa đau thần kinh tọa vẫn được đánh giá là an toàn và rẻ hơn nhiều so với các loại thuốc giảm đau hay những cách chữa đau thần kinh tọa khác. Trong đó có thể kể đến những cây thuốc nam chữa đau dây thần kinh tọa hiệu quả vượt trội với những vị thuốc thành phần tự nhiên, độ an toàn tuyệt đối. Bệnh đau thần kinh tọa có chữa được không? Bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi được triệt đề. Theo kết quả ghi nhận được thì có đến hơn 90% bệnh nhân thần kinh tọa có thể phục hồi gần như toàn bộ nếu được điều trị đúng cách kết hợp với nghỉ ngơi điều độ. Ngoài việc áp dụng những cách chữa trị đau thần kinh tọa trong bài thì việc kết hợp các biện pháp phục hồi chức năng sau là vô cùng cần thiết. Sử dụng máy kéo giãn cột sống, chườm lạnh bằng đá viên, chườm nóng bằng ngải cứu, chiếu đèn hồng ngoại, sử dụng các xung điện, tập xà đơn, xà đôi, tắm bùn khoáng. Ngoài ra chế độ luyện tập và ăn uống điều độ góp phần rất lớn vào thành công của quá trình điều trị bệnh. 5 cây thuốc nam chữa đau thần kinh tọa thần kỳ. Đây là phương pháp chữa trị có tính bảo tồn, có thể hạn chế được những biến chứng xấu, phù hợp với cơ địa của hầu hết các bệnh nhân. Hơn nữa cách chữa này đem lại hiệu quả lâu dài, tránh tái phát bệnh. 1 cây sâm ngọc linh. Sâm ngọc linh là một loại sâm quý, chỉ có ở Việt Nam. Chúng mọc tự nhiên ở những vùng đồi núi cao thuộc vùng núi của các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum hoặc một số tỉnh Tây Nguyên khác. Bài thuốc giúp tăng cường bài tiết chất dịch nhầy, từ đó giúp tái tạo và làm mới lớp sụn ở các khớp, tránh cọ sát đĩa đệm gây phình đĩa đệm. Sâm ngọc linh không những là cách điều trị đau thần kinh tọa mà còn giúp tái tạo khớp, giảm các cơn đau khớp và phòng tránh viêm dây thần kinh tọa có thể xảy ra. 2. Cây cỏ xước. Cây cỏ xước là loài cỏ phân bố chủ yếu ở một số quốc gia thuộc khu vực châu Á, trong đó tập trung nhiều ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Tại Việt Nam, cỏ xước được dùng làm một loại rau trong ẩm thực và một vị thuốc chữa nhiều bệnh. Theo các nghiên cứu trên thế giới, cỏ xước có rất nhiều công dụng như điều các bệnh về tim mạch, các bệnh xương khớp, viêm thần kinh tọa. Đặc biệt là bài thuốc chữa thần kinh tọa từ cây cỏ xước thì cực kỳ hiệu quả, nhất là khi được sử dụng kết hợp với một số loại thuốc tân dược hợp thành phần và dược tính. 3. Lá lốt. Lá lốt còn là một trong những vị thuốc không thể thiếu trong nhiều bài thuốc chữa các bệnh xương khớp, phong thấp, thoái hóa, đau lưng và viêm thần kinh tọa cực kỳ tốt. Cách điều trị rất đơn giản. Chỉ cần uống 1 đến 2 lưng bát nước cốt hàng ngày sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện rõ rệt. Không những giúp bệnh nhân giảm các triệu chứng đau nhanh chóng mà còn có thể thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, giúp ăn ngon, ngủ khỏe, cơ thể sảng khoái hơn. 4. Sửa tỏi. Tỏi có vị cay, tính ấm, có tác dụng kháng khuẩn, virus và nấm rất tốt để ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng. Dầu canxi giúp tăng cường xương mà còn chứa axit lactic, có tác dụng diệt vi khuẩn có hại. Kết hợp sữa và tỏi sẽ trở thành một loại thuốc bổ có tác dụng chữa bệnh thần kinh tọa, chữa cảm lạnh, chống lão hóa và kháng viêm, hiệu quả. Nguyên liệu: tỏi 3-4 tép, sữa tươi 200ml. Cách thực hiện: bóc sạch vỏ tỏi rồi nghiền nát, cho sữa tươi vào cốc chứa tỏi đã nghiền, khuấy đều và uống ngay. Uống sữa tỏi vào thời điểm sáng sớm, mỗi lần uống khoảng 200ml. Lưu ý: có thể mùi vị của sữa tỏi sống khiến bạn khó chịu, bạn có thể đun sôi sữa tỏi để bớt mùi tỏi rồi uống nhé. 5. Bài thuốc nam chữa đau thần kinh tọa theo nguyên nhân cụ thể. Do phong hàn kinh lạc, những triệu chứng đau vùng thắt lưng, đau mỏi vai gáy, sau đó đau xuống vùng mông, đằng sau đùi,
cẳng chân, rất khó di chuyển, sợ lạnh, lưỡi có biểu hiện trắng mốc. Giải pháp là khu phong tán hàn, hành khí, hoạt huyết. Nguyên liệu: lá lốt 15g, thiên niên kiện 15g, quế chi 10g, ngải cứu 10g, xuyên khung 15g, chỉ sắc 10g. Cách dùng: đem tất cả hỗn hợp vị thuốc trên đem vào sắc cùng với khoảng 500-700ml nước sắc trong 1 giờ đồng hồ. Ngày uống 1 thang, bệnh nhân nên sử dụng liên tục từ 1 tháng 2 tuần. Do phong hàn thấp tí, triệu chứng đau cơ thắt lưng vùng đoạn cùng, sau đó lan xuống chân theo đường đi của những dây thần kinh tọa teo cơ. Thời gian bệnh kéo dài, khả năng tái phát cao, kèm theo những triệu chứng toàn thân, ăn kém, khó ngủ, mạch nhu hoãn, trầm nhược. Phương pháp điều trị là khu phong tán hàn, trừ thấp, bổ can thận, trường hợp teo cơ thì cần bổ khí huyết ngay. Nguyên liệu: ý dĩ nhân 20g, độc hoạt 10g, khương hoạt 1g, gừng 6g, cam thảo 8g, đại táo 16g, phụ tử chế 8g. Cách dùng: cho vào sắc cùng với khoảng 500ml nước, khi sắc nên để lửa nhỏ. Nước cạn đi quá một nửa thì bỏ ra. Ngày sắc uống 1 thang, uống liên tục trong khoảng 2 tuần. Chữa đau thần kinh tọa bằng châm cứu. Phương pháp này giúp người bệnh đả thông kinh lạc, điều hòa khí huyết, đẩy lùi bệnh tật. Các mạch máu được giãn nở, mang đến giấc ngủ ngon và sâu hơn cho người bệnh. Cách thực hiện: bệnh nhân sẽ châm cứu và các huyệt chạy dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, tại các vị trí mà rễ thần kinh tương ứng trên các vùng như mông, đùi, cẳng chân, bàn chân. Phác đồ điều trị thần kinh tọa bằng châm cứu kéo dài trong vòng khoảng nửa tháng. Các huyệt vị thường được châm cứu là thận du, thượng liêu, hoàn khiêu, phong thị, dương lăng truyền, thừa sơn, túc tam lý, ủng trung, côn lôn, tam âm giao, đại trường du. Các huyệt như thận du, ủng trung, thừa sơn, đại trường du thì áp dụng phương pháp châm tả, chỉ châm tại các huyệt này bên chân đi đau. Các huyệt châm như túc tam lý, mệnh môn thì sẽ áp dụng cách châm bổ kim châm lưu tại huyết trong 20 phút rồi rút kinh thật nhanh. Liệu trình châm cứu kéo dài trong 15 ngày, mỗi ngày thực hiện một lần. Sau một liệu trình, nghỉ 5 ngày rồi áp dụng phối hợp thêm các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt giác hơi. Xoa bóp bấm huyệt trị đau thần kinh tọa. Hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt: xoa lên vùng thắt lưng, sau đó xuống mông, kết thúc tại đùi tối thiểu là 5-8 lần. Tiếp theo lấy tay xoa bóp nhẹ nhàng tại các bắp thịt với gân ở vùng đùi, lưng và các vùng bị đau khác 5 lần. Lưu ý nên thả lỏng cơ thể một cách thoải mái nhất, tâm lý thư giãn, không phiền muộn lo lắng khi thực hiện liệu trình. Dây miết: động tác này giúp các cơ trong cơ thể được mềm ra và thoải mái hơn. Thực hiện động tác này thật đều tại hai bên của bắp chân và mông đùi cùng khối cơ lưng. Lăn: động tác này áp dụng chủ yếu tại phần cẳng chân. Đùi và mông là những phần hay bị đau trên diện rộng nên khi lăn sẽ rất có hiệu quả. Bóp nắn: dùng cả bàn tay ôm lấy khối cơ và bóp, người bệnh sẽ cảm thấy được thư giãn. Các khối cơ sẽ được nghỉ ngơi và giảm tải áp lực. Bấm huyệt: thực hiện bấm huyệt tại vùng thắt lưng, tập trung bấm vào huyệt thừa sơn, ủy trung, thận du và đại trường du, côn lôn, ủng trung, thượng liêu. Trên đây là một số cây thuốc nam và các phương pháp chữa đau thần kinh tọa. Ngoài các cây thuốc và phương pháp trên thì trong dân gian chúng ta còn nhiều cây thuốc và phương pháp khác để trị bệnh đau thần kinh tọa. Chúc các bạn tìm đúng phương pháp và cây thuốc để chữa bệnh. Hẹn gặp lại các bạn ở các video khác.